Hello, xin kính chào mọi người nha. Xin kính chào mọi người đã quay trở lại cái Đài Phạm anh nha. Mình là Đài Phú Hào đây. Chúc mọi người một ngày mới gặp nhiều điều tốt lành nha. Công việc gặp nhiều thuận lợi nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại quay giải cà phê giờ tiêu ngày hôm nay cho bà con cho mọi người xem thì theo dõi của bạn nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2020. Giá cà tại hai sàn sàn London thì có giảm nhẹ, sàn New York thì có giảm khá mạnh mọi người nha. Trong thời gian qua thì mọi người đã ủng hộ kênh mình rất là nhiều, mình rất là cảm ơn nha. Nếu ai lần đầu tiên xem mà còn chưa đăng ký ủng hộ xin hãy nhấn nút like, nút share, nút đăng ký miễn phí. Đặc biệt là nhấn nút chuông nữa nhé để xem những video mới nhất hàng ngày của mình ha. Mình rất là cảm ơn nha. Bây giờ mình mời mọi người theo mình để theo dõi bảng giá tại Hải Sản và bảng giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên và bảng chi tiêu tại các tỉnh nhé. Cho mọi người tham khảo thì đưa ra quyết định của bạn nhé. Xin chào tất cả bà con, đây là bảng giá cà phê sàn London, cà phê Robusta, giá đầu tuần mọi người nhé. Chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2020, sàn London có giảm nhẹ mọi người nhé. Cụ thể kỳ hàng giao ngay tháng 9 thì âm 15 đô xuống còn 1.278 USD trên tấn. Kỳ hàng giao ngay tháng 11 thì âm 10 đô xuống còn 1.295 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 1 năm 2021 thì âm 5 đô. Kỳ hàng giao tháng 3 năm 2021 thì âm nhẹ 4 đô mọi người nhé. Chủ phiên giao dịch đầu tuần của sàn New York, sàn Arabica cà phê chè ngày 21 tháng 7 năm 2020 có âm khá mạnh mọi người nhé. Cụ thể là kỳ hàng giao ngay tháng 9 đi âm 3.25 sen xuống còn 99.05 sen trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 12 thì âm 3.00 sen xuống còn 101.8 sen trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 năm 2021 thì âm 2.85 sen. Kỳ hàng giao tháng 5 năm 2021 thì âm 2.80 sen mọi người nhé. Vậy là chốt phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay, cả hai sàn London và New York đều giảm. Bây giờ mình sẽ đi quay bảng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên, xem từ lâu mua xuống bao nhiêu và sau đó mình sẽ phạt bằng giá tiêu tại các tỉnh mọi người nhé. Sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2020.